Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Sonet, chiếc xe crossover cỡ A gầm cao 5 chỗ của bên nhà Kia mà trong cái video ngày hôm nay, tuần cuối cùng của tháng 12 năm 2022 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn chính sách giá bán tại thời điểm cuối tháng của Kia Sonet, những cái chương trình khuyến mại giảm giá trực tiếp về tiền mặt, chương trình về tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm, đang theo dõi và có kế hoạch lấy về chiếc xe này. Đây là một chiếc xe mà hiện tại ở trong cái phân khúc của mình thì Kia Sonet đang cạnh tranh với chiếc xe Toyota Ray, một cái dòng xe nhập khẩu tại Indonesia của bên nhà Toyota. Với Sonet thì các bạn sẽ có cái giải lựa chọn nhiều hơn, từ số sàn cho đến 3 phiên bản số tự động quý chị các bạn ạ. Và Sonet là một chiếc xe được lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe này sử dụng động cơ máy xăng 1.5 hút khí tự nhiên, sử dụng hộp số tự động vô cấp quý chị các bạn nhé. Và mình xin phép cập nhật luôn. Đầu tiên là Kia Sonet 1.5 AT Deluxe quý chị các bạn nhé. Số tự động Deluxe của Kia Sonet. Bản này đang có mức giá niêm yết là 564 triệu đồng. Và tại thời điểm mình cập nhật video này, đại lý đang bán với mức giá là 552 triệu đồng. Vậy thì Sonet 1.5 AT Deluxe này lăn bánh ở tỉnh sẽ là 609 triệu. Ở Hà Nội sẽ là 640 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 629 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 609, ở Hà Nội là 640 và thành phố Hồ Chí Minh là 629 triệu đồng với Sonet 1.5 Deluxe này. Cùng tầm tiền này, nếu như chúng ta đang tìm hiểu về những cái dòng xe sedan cỡ B, ví dụ như là chiếc xe Honda City hay là chiếc xe Toyota Vios, thì nếu như không thích đi sedan thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn về Kia Sonet 1.5 Deluxe AT này quý chị các bạn nhé. Trả góp của chiếc xe này thì ở tỉnh số tiền tối thiểu mà chúng ta cần chuẩn bị sẽ là 168 triệu. Ở Hà Nội sẽ là 198 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 188 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 168, ở Hà Nội là 198 và thành phố Hồ Chí Minh là 188 với Sonet 1.5 Deluxe AT. Tại thời điểm này đại lý đang có xe giao sẵn luôn quý chị các bạn nhé. Sang cái sự lựa chọn thứ hai, đó là Kia Sonet 1.5 AT Luxury quý anh chị các bạn nhé. 1.5 AT Luxury của Sonet, mức giá niêm yết của nó là 594 triệu đồng. Và tại thời điểm mình cập nhật video này, đại lý đang bán với mức giá là 582 triệu quý anh chị các bạn ạ. Và sau khi trừ đi chương trình khuyến mại như vậy, mức giá bán như vậy thì lăn bánh ở tỉnh sẽ là 643 triệu đồng. Ở Hà Nội sẽ là 675 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 663 triệu đồng. Em nhắc lại nhé. Ở tỉnh là 643, ở Hà Nội là 675 và thành phố Hồ Chí Minh là 663 triệu đồng để lăn bánh được Kia Sonet 1.5 AT Luxury. Phương án trả góp bản Luxury này thì ở tỉnh số tiền tối thiểu mà chúng ta cần chuẩn bị sẽ là 179 triệu. Hà Nội tối thiểu cần chuẩn bị sẽ là 211 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 199 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 179, ở Hà Nội là 211 và thành phố Hồ Chí Minh là 199 triệu đồng với Sonet 1.5 AT Luxury theo phương án trả góp. Đó là hai phiên bản rồi, sang cái phiên bản thứ ba, đó là Kia Sonet 1.5 AT Premium, phiên bản cao cấp nhất của Kia Sonet gầm cao 5 chỗ này. Bản Premium hiện tại đang có mức giá niêm yết là 634 triệu đồng. Và tại thời điểm video ngày hôm nay, đại lý sẽ bán với mức giá là 620 triệu đồng dành cho quý vị các bạn. 620 triệu là mức giá bán luôn. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của bản 1.5 Premium sẽ là 683 triệu đồng. Ở Hà Nội sẽ là 715 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 703 triệu anh chị nhé. Tỉnh là 683, ở Hà Nội là 715 và thành phố Hồ Chí Minh là 703 triệu đồng. Phương án trả góp 1.5 Premium của Kia Sonet, ở tỉnh số tiền tối thiểu mà chúng ta cần bỏ ra sẽ là 189 triệu. Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 222 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 209 triệu đồng. Số tiền bỏ ra tối thiểu theo phương án trả góp của Sonet 1.5 Premium, tỉnh 189, Hà Nội 222 và thành phố Hồ Chí Minh là 209 triệu đồng anh chị ạ. Đây là ba mức giá của ba phiên bản Kia Sonet.
Còn một cái phiên bản nữa là phiên bản số sàn, nhưng mà số sàn thì thực ra đại lý không nhập cái bản này về. Nguyên nhân là cũng chẳng có ai hỏi về số sàn của chiếc xe gầm cao 5 chỗ phân khúc cỡ A cả, quý chị các bạn ạ. Vì thực ra số sàn này chạy công việc, chạy dịch vụ, thế nhưng mà phân khúc cỡ A solid thì thực sự gầm cao thì nó không phù hợp. Thường là chúng ta lựa chọn sedan cỡ B, mà tại thời điểm này thì thường là chọn Vios E số sàn. Đây là ba mức giá tại thời điểm cuối tháng này của ba phiên bản mà Topcar VN cập nhật đến quý chị các bạn. Nếu chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử về Kia Soulette thì nhớ anh các bạn hãy gọi cho cái số hotline ngay bên dưới góc trái màn hình này để có thể sắp xếp lịch, có thể là xem trong cái thời điểm cuối năm này chúng ta có thể đưa được ra quyết định một cách là phù hợp nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn lại quý chị các bạn. Hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Topcar VN. Xin chào ạ.